Có không anh? Ông ơi, mình mò nãy giờ khúc này á, không có, giờ sao ông? Tới đằng đẵng kiếm tiếp coi sao. Dạ ông ơi, giờ cũng trễ rồi, với lại trời đang mưa nữa. Ông cũng mệt rồi, hay là mình đi về mình nghỉ đi ông, rồi mai mình kiếm tiếp. Quanh đây có chỗ nào nghỉ đêm không? Dạ, mình về thị xã được không ông? Không, cứ nán lại ở đây để sáng sớm mai đi kiếm sớm. À, nếu vậy thì con thấy ở bên kia sông á có cái chùa nhỏ, để con đưa ông qua đó rồi xin người ta ở lại đêm được không ông? Ừ, cũng được. Dạ. Anh Lộc ơi, mình đi. Hiếu ơi, dù ba đang rất mệt, nhưng mà ráng dốc hết sức tàn này để tìm con. Cuối mong người từ bi đại xá, cho con và gia đình được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành. Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Xin người phù hộ độ trì cho thằng vợ chồng Hiếu, con trai của con được sớm đoàn tụ gia đình. Nếu có thai thì xin tiệc giả xác, để gia đình còn lo liệu chu tất, không tuổi hổ vong linh. Xin người phù hộ thương cho nỗi lòng của người cha mất con. Giờ này không biết là giấc dưỡng đói lạnh ở chỗ nào. Con nhận bà tới mấy cái chùa lớn mà bà không chịu, còn cái chùa này nhỏ xíu bà lại chịu vậy bà? Càng nhỏ càng tốt, bà không muốn thằng Du nó biết. Hơn nữa cái chùa này gần ngay dòng sông mà cậu Hiếu. Bà muốn được ở đây để ngày ngày nhang khói sám hối trước vong linh của cậu Hiếu. Dạ, con hiểu rồi bà. Bà chưa nói gì. Bà đã làm gì thằng Hiếu mà bà phải sám hối với vong linh nó? Có chuyện gì thì bà cứ tỏ hết cho tôi nghe. Là tôi đã hại gia đình ông bà, tại tôi mà thằng Hiếu nó trôi sông mất xác. Tại tôi tưởng đầu bà bá hại thằng Nghĩa, tôi mới mù lòng nên làm chuyện bất nhân để tỏa cái quán cái thù. Dạ thưa ông, xin ông đừng quán trách bà. Không phải con nói đỡ cho bà, nhưng mà thật sự hôm đó bà đã quyết tha cho cậu Hiếu rồi. Nhưng tại trời tối hù, cậu Hiếu chạy về bị trượt chân té xuống sông, chứ bà không có bất nhân hại cậu Hiếu đâu ạ. Cho dù là cậu Hiếu trượt chân té thì tội tôi cũng nặng lắm rồi. Tôi định là tới hối tội trước ông bà, rồi ông bà xử như thế nào tôi cũng chịu hết.
Như vậy thì tôi mới đỡ cái răng rớt trong lòng. Đừng, mà đừng có thú tội gì hết. Thằng Hiếu nó đã mất tích rồi, nếu mà thú tội thì cũng đâu đặng tìm ra nó. Bà càng khơi lòng oán của bà bá thêm lên, rồi lúc đó bà sẽ ghét bỏ thằng Nghĩa. Tôi e bà sẽ mù lòng, rồi làm chuyện chi đó bất nhân với con trai mình đó. Bà đừng có thú tội gì hết. Bà thú tội với tôi như vậy là được rồi. Bà cũng được cắm rứt. Coi như tội lỗi này là của tôi, của tôi hết nha bà. Trời ơi, ông, tại sao ông lại quỳ trước mặt tôi như vậy? Người phải quỳ là tôi. Đúng là tôi phải dập đầu van xin ông tha tội. Ông làm ơn đứng lên đi. Ông đứng lên đi mà. Cửu, mày đỡ ông đứng dậy coi. Dạ dạ. Ông làm ơn đứng dậy đi. Bà đừng cho bà bả hay chuyện này. Bà bắt đầu biết thương thằng Nghĩa rồi. Đừng để bà oán bà, rồi oán lây cho thằng Nghĩa con mình nha bà. Bà nhớ đó. Con phải đi xuống ghe tiếp tục tìm thằng Hiếu đây. Bà nhớ lời tôi dặn nha. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý. Từ ngày tôi gặp cô, lòng tôi cứ tưởng đến cô hoài. Hiếu nó tẩy xong là do bà. Khốn nạn. Má, má con xin má. Ân quản bao giây. Vì mày, vì mày mà bà mới giết con tao. Hãy chọn làm điều tốt, vì mọi điều bạn gửi đi sẽ quay trở lại với chính mình. Tôi đón xem Châu Bể Mùa Xưa 19:30 thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên HTV7.